Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi các tin tức thế giới được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Báo Điện tử VOV. Thưa quý vị, trong một tuyên bố mới nhất của Thủ tướng Ba Lan đã cảnh báo mối đe dọa thực sự của một cuộc xung đột tại châu Âu và cho rằng lục địa này đã bước vào giai đoạn tiền chiến tranh lần đầu tiên kể từ Thế chiến thứ hai. AFP dẫn lời Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hãng truyền thông Lena của châu Âu, nhắc đến xung đột giữa Nga và Ukraine bùng phát vào tháng 2 năm 2022. Chiến tranh không còn là khái niệm từ quá khứ nữa. Nó có thật và nó đã bắt đầu cách đây 2 năm. Điều đáng lo ngại nhất lúc này là gần như mọi kịch bản đều có thể xảy ra. Chúng ta chưa từng thấy tình huống như thế này từ năm 1945. Nhà lãnh đạo cho hay, tôi biết điều đó nghe có vẻ ngạc nhiên, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ hơn. Nhưng chúng ta phải làm quen với thực tế là một thời kỳ mới đã bắt đầu, thời kỳ tiền chiến tranh. Tôi không phóng đại, nó đã trở nên rõ ràng hơn mỗi ngày. Vì Thủ tướng cho rằng phương Tây cần làm mọi thứ để cung cấp vũ khí và trang thiết bị cần thiết cho Ukraine, nước láng giềng của Ba Lan đang trong cuộc xung đột kéo dài hơn 2 năm với Nga. Thủ tướng Tusk cảnh báo rằng nếu Ukraine thua cuộc thì không ai tại châu Âu có thể cảm thấy an toàn. 2 năm tới sẽ quyết định mọi thứ. Mặt khác, ông Tusk, cựu chủ tịch Hội đồng châu Âu kêu gọi cải thiện mối quan hệ của châu Âu với Mỹ, bất kể ai là người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Tuy vậy, ông cũng cho rằng Liên minh châu Âu-EU nên độc lập và tự chủ hơn trong vấn đề phòng thủ. Chúng ta sẽ là đối tác thu hút hơn cho Mỹ nếu chúng ta tự túc hơn về phòng thủ. Trong một phân tích mới của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK, các nước phương Tây hỗ trợ Ukraine cần gấp rút tăng cường sản xuất quốc phòng, cung cấp thêm phương tiện quân sự cho Kiev, đồng thời đối phó trên mặt trận thông tin mới có thể ngăn Nga giành chiến thắng. Cụ thể, Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho hay, phương Tây có lợi thế nhưng họ phải quyết định về việc sử dụng nó. Tất cả những gì họ cần làm là đứng lên và vận động ủng hộ nỗ lực chiến đấu của Ukraine. Việc huy động ở đây tức là tăng cường sản xuất quốc phòng, dự trữ nhiều khả năng quân sự và tài sản kinh tế hiện có, đồng thời chấp nhận ngưỡng rủi ro và tổn thất cao hơn hiện nay để tránh chi phí rủi ro và tổn thất trong tương lai. Nhiều nước phương Tây đã cam kết trang bị vũ khí và ủng hộ Ukraine trong hơn 25 tháng qua. Mỹ là nước hỗ trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine. Tuy nhiên, gói hỗ trợ mới trị giá 60 tỷ đô la Mỹ vẫn bế tắc nhiều tháng tại Quốc hội, đe dọa nguồn cung đạn dược, tên lửa, hệ thống phòng không và các phương tiện thiết yếu khác của Ukraine. Những thiếu hụt này đã đẩy Kiev vào thế bí và hạn chế các hoạt động đối phó với Moscow. Kiev cảnh báo Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới vào cuối tháng 5 và Moscow đang đạt được những tiến triển chậm nhưng chắc ở phía đông Ukraine. Các nhà phân tích nhận định Nga hy vọng sẽ làm cạn kiệt sức lực của Ukraine cũng như sự ủng hộ của các đối tác phương Tây trong một cuộc xung đột tiêu hao, bất chấp việc chịu tổn thất nhất định về lực lượng và trang thiết bị. Moscow đã huy động ngành công nghiệp và đặt nền kinh tế vào chế độ thời chiến để loại bỏ khoảng trống trong nguồn cung. Theo Newsweek, Nga hiện đang dành khoảng 1/3 tổng sản phẩm quốc nội của mình cho quốc phòng, tung ra các xe tăng thay thế và bổ sung kho tên lửa của mình. Các chính phủ, quân đội và công ty của các nước phương Tây cũng tăng cường sản xuất quốc phòng, đặc biệt tập trung vào loại đạn pháo cỡ nòng 155mm đang có nhu cầu cao ở Ukraine. Kho dự trữ của NATO đã cạn kiệt khi cung cấp đạn pháo cỡ nòng 155mm cho Kiev trong cuộc xung đột với Moscow. Tuy nhiên, trong suốt cuộc xung đột, các chính phủ phương Tây vẫn ngần ngại cung cấp nguồn lực cho Ukraine do lo ngại leo thang căng thẳng. Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho rằng việc Nga thao túng nhận thức hoặc khiến những người ủng hộ Ukraine nhìn thế giới và cuộc xung đột theo một cách nhất định có thể cho phép Nga giành chiến thắng trong thế giới thực. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, Mỹ và các nước ủng hộ Ukraine cần tiến hành các biện pháp cụ thể và ngay lập tức. Những quốc gia này nên cung cấp cho Kiev đủ viện trợ quân sự và các hỗ trợ cần thiết khác để Ukraine khôi phục khả năng cơ động trên chiến trường, cũng như tăng cường các cơ sở công nghiệp, quốc phòng và sản xuất. Viện Nghiên cứu Chiến tranh cũng cho rằng phương Tây nên giúp Ukraine khai thác điểm yếu trong quân đội Nga, chẳng hạn như hạm đội Biển Đen. Phía Kiev ước tính Moscow có lẽ tổn thất khoảng 1/3 hạm đội Biển Đen sau khi Ukraine thành công nhằm vào các tàu thuyền và căn cứ của lực lượng này bằng tên lửa và UAV. Có thể nói, trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine chưa có hồi kết, phương Tây đã có thể cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa trực tiếp ngày càng gia tăng. Do vậy, các nước trong Liên minh quân sự NATO đang tăng cường đầu tư vào quốc phòng với thái độ nghiêm túc và gấp rút hơn bao giờ hết. Nhất là khi cựu Tổng thống Donald Trump nhắc lại rằng Mỹ sẽ chỉ giúp bảo vệ các thành viên NATO khỏi một cuộc tấn công trong tương lai nếu các thành viên châu Âu chi nhiều hơn cho quốc phòng. Khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine bước sang năm thứ 3 và NATO đã có thể cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa trực tiếp ngày càng gia tăng,
các thành viên trong liên minh, đặc biệt là các nước Baltic, đang đẩy mạnh đầu tư vào quốc phòng của mình với thái độ nghiêm túc và gấp rút hơn bao giờ hết. Tại một sự kiện ở Viện Hudson ở Washington DC, Mỹ hôm 25 tháng 3, vài ngày trước lễ kỷ niệm 20 năm gia nhập NATO, các ngoại trưởng của Litva, Latvia và Estonia đã giải thích mức độ nghiêm trọng của cuộc chiến hiện tại ở Ukraine và nguy cơ Nga có thể làm điều tương tự với các thành viên NATO trong tương lai. Ngoại trưởng Estonia Margus Tasna cho biết, chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc hỗ trợ Ukraine và đảm bảo nước này giành chiến thắng, đồng thời nhấn mạnh rằng NATO và phương Tây sẽ phải trả giá đắt nếu để Nga thắng ở Ukraine và mở rộng tham vọng chinh phục các nước láng giềng khác. Các chuyên gia và quan chức phương Tây từ lâu đã cho rằng nếu Nga thành công trong việc đánh bại Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ cảm thấy được khuyến khích tiếp tục tham vọng của mình và mục tiêu tiếp theo có thể là các nước thành viên NATO gây ra cuộc chiến toàn diện giữa các đối thủ có sở hữu vũ khí hạt nhân. Trong cuộc thảo luận hôm 25 tháng 3, ba bộ trưởng cũng đề cập đến sự tham gia lỏng lẻo của Mỹ trong việc hỗ trợ Ukraine khi gói viện trợ mới nhất đang bị mắc kẹt trong tình trạng lấp lửng ở Quốc hội. Nhiều quốc gia bao gồm cả Trung Quốc đang theo dõi điều gì sẽ xảy ra khi xung đột kết thúc. Ngoại trưởng Tasna lưu ý, vì vậy tôi nghĩ rằng Mỹ cũng phải thức tỉnh, thể hiện khả năng lãnh đạo rõ nét hơn vì châu Âu hiện đang làm nhiều hơn. Cuộc thảo luận của Ngoại trưởng các nước Baltic diễn ra sau những chỉ trích mới nhất của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào các thành viên NATO mà ông cho là không trả phần công bằng của họ. Tuần trước, cựu Tổng thống nói, nếu trở lại cầm quyền, ông sẽ giữ Mỹ ở lại NATO với điều kiện các nước châu Âu trả tiền và chơi công bằng. Theo ông Trump, Mỹ đã phải trả 90% chi phí của NATO, và nếu không có Mỹ, NATO thậm chí không tồn tại theo đúng nghĩa đen. NATO được hưởng lợi từ kho vũ khí hạt nhân khổng lồ của Mỹ và khoảng 100.000 lính Mỹ ở châu Âu. Liên minh đã đặt ra hướng dẫn cho mỗi đồng minh chi ít nhất 2% GDP cho quân đội của mình. 18 trong số 32 quốc gia thành viên dự kiến sẽ đạt được mục tiêu này trong năm nay. Đây không phải lần đầu tiên ông Trump phàn nàn về sự tham gia của Mỹ vào NATO hoặc đưa ra những tuyên bố chỉ trích liên minh này. Tháng trước, ông Trump thậm chí còn phát ngôn gây sốc rằng Nga có thể làm bất cứ điều gì họ muốn đối với nước nào không trả đúng hạn các khoản đóng góp tài chính và quân sự của NATO. Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, ông Trump thường chỉ trích NATO, làm dấy lên lo ngại rằng Mỹ sẽ rút khỏi liên minh hoặc không phản ứng trước tình huống của điều năm. Nhưng hiện tại, nếu Trump đắc cử trong năm nay, ông sẽ gặp khó khăn hơn nhiều vì Quốc hội đã thông qua dự luật vào tháng 12 năm 2023 nhằm ngăn cản một tổng thống rút khỏi NATO mà không có sự chấp thuận của Quốc hội. Trước những lo lắng của phương Tây, thì trong chuyến thăm căn cứ không quân Tozhok ở vùng Tver, miền trung nước Nga, hôm 27 tháng 3, người đứng đầu Điện Kremlin khẳng định Nga chưa từng tiến tới biên giới của các nước thành viên NATO, mà chính là liên minh quân sự này đang tiến gần tới Nga và Moscow chỉ bảo vệ người dân của mình. Ông Putin giải thích với các phi công rằng, những tuyên bố cho rằng chúng ta sẽ tấn công châu Âu sau chiến dịch quân sự ở Ukraine là hoàn toàn vô căn cứ. Cũng trong cuộc trò chuyện với các phi công, Tổng thống Putin cho hay, ngay cả khi các nước phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine, điều đó cũng không thể làm thay đổi cục diện chiến trường. Ông cảnh báo, nếu các máy bay chiến đấu do Mỹ sản xuất được đưa tới Ukraine, Nga sẽ tiêu diệt chúng như các thiết bị khác của phương Tây. Ngoài ra, trong trường hợp các chiến đấu cơ F-16 do phi công Ukraine điều khiển được đặt ở nước thứ ba, thì các phương tiện này cũng là mục tiêu hợp pháp của Nga. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.